khi mà mỗi đội chơi một người xong nhiệm vụ thiết kế logo trên lá cờ thì hãy thu gọn tất cả những thứ rác ở trên bãi biển, cho thật là gọn gàng vào. Các đội chơi chú ý, sau khi hoàn thành xong logo thì hãy thu gọn tất cả những miếng đề can nhỏ, cho gọn vào để phiêu xả lát lên bãi cát trên lòng lên.